Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của đồ gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc. Và thưa quý vị, hôm nay là buổi chiều ngày 7 tháng 8 năm 2021. Đơn vị chúng tôi xin giới thiệu đến khách hàng chiếc ghế dài trong bộ trường kỷ đục tích Tam Quốc. Và sản phẩm này thì đơn vị chúng tôi hoàn thiện theo một đơn đặt hàng của một anh khách hàng ở tỉnh Quảng Bình. Và đây là hàng đặt theo yêu cầu nhé quý vị, hàng đại, chân là 14 chỉ. Và sản phẩm này thì chúng tôi là đục rất là sâu và đục cực kỳ là chi tiết. Và thông tin chi tiết thì khách hàng nào quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu thì có thể điện thoại trực tiếp cho đơn vị chúng tôi theo hai số hotline, đó là 0968 82 400 và 0868 82 400. Và chiếc ghế dài có kích thước là 2m3, sâu là 65 và cao là 90 nha quý vị. Và toàn bộ phông vách là liền tấm dày 5 phân và đục tích là Tam Quốc diễn nghĩa. Và sản phẩm này thì đơn vị chúng tôi đã đục rất là chi tiết và đục rất là kỹ nha quý vị. Đó, đục rất là kỹ và đục sâu là 3,5 phân. Và khách hàng nào ở xa thì có thể điện thoại hoặc kết nối qua Zalo để chúng tôi sẽ gửi thêm những hình ảnh về sản phẩm bộ trường kỷ Bắc Bộ. Và cái phần ván mặt thì chúng tôi làm là ván mặt tràn nha quý vị. Đó, ván mặt tràn, dày là 2/8 và soi 4 chỉ. Đó, dày 2/8 và soi 4 chỉ. Rất là dày, mặt tràn nguyên tấm và có kích thước là dài 2m3, sâu là 65 và cao là 90. Và trương bên trên thì chúng tôi làm là trương liền nha quý vị. Đó, trương liền khối. Và bản rộng là 14 nha quý vị. Đó, bản rộng là 14 và có chiều cao là 12 phân. Đó, bản rộng là 14 và chiều cao là 12 phân, nguyên khối phần trương và được hoàn thiện rất là kỹ trên chất liệu sườn O7. Và tay thì chúng tôi là ve mái chai được quý vị. Đó, tay rất đẹp nha quý vị, tay đặc. Chân là 14 chỉ và dạ thì chúng tôi đục tích là thiên hạ thái bình. Đó, dạ dày 4 phân. Một bộ trường kỷ rất là khủng nha quý vị. Dạ dày 4 phân, đục tích là thiên hạ thái bình. Cực kỳ đặc cấp. Và năm ngoái thì chúng tôi cũng có hoàn thiện một bộ sản phẩm tương tự cho gia đình nhà anh Tuấn. Đó, đến từ Hà Tĩnh, Thạch Hà Hà Tĩnh. Thì đây là cái sản phẩm mà anh khách hàng ở trong tỉnh Quảng Bình đã theo dõi được và đã đặt bên cơ sở chúng tôi. Với kích thước chiều dài là 2m3, dài là 2m3 và cao là 90 và sâu là 65 phân nha quý vị. Đó, phông vách đục te rất là kỹ và đục rất là chi tiết. Ván mặt tràn dày là 2/8 và chân thì chúng tôi là chân 14 chỉ nha quý vị. Đó, chân 14 chỉ, dạ dày 4 phân. Đó, dạ dày 4 phân. Và khách hàng khi xem video clip cảm thấy yêu thích hoặc là muốn đặt những cái sản phẩm tương tự thì có thể điện thoại hoặc là qua trực tiếp tại cơ sở của đồ gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc. Và địa chỉ của chúng tôi thì ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và clip ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu qua để khách hàng có thể chiêm ngưỡng được cái bộ sản phẩm trường kỷ. Đó, và sau đó thì chúng tôi sẽ quay một clip cụ thể xếp thành bộ để khách hàng có thể chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của sản phẩm nhé. Và video clip của đơn vị chúng tôi cũng xin phép là kết thúc tại đây. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.